Big Good is Better, máy giặt lồng ngang Aqua thế hệ mới. Lồng giặt lớn giặt sạch hơn, thiết kế sang trọng với nhiều công nghệ hiện đại như truyền động trực tiếp, tự động phân bổ nước giặt, nước xả. Máy giặt Aqua thế hệ lồng giặt lớn giúp giặt sạch hiệu quả. Ưu điểm 1, giặt sạch hơn. So với máy giặt thông thường, đường kính lồng giặt lớn 525mm cho không gian hơi thả rộng, quần áo dễ tách rời giúp giặt sạch hơn. Ưu điểm 2, giảm xoắn rối. Do kích thước lồng giặt lớn, quần áo chuyển động đa chiều và không bị nén, làm giảm xoắn rối. Ưu điểm 3, tiết kiệm nước. Lồng giặt mở rộng, khoảng cách tiếp xúc giữa lồng và thùng nhựa được thu hẹp. Nước trong lồng giặt được sử dụng triệt để cho việc giặt giũ, giảm hiện tượng nước tồn đọng ngoài lồng gây lãng phí. Ưu điểm 4, lấy quần áo dễ dàng. Đường kính cửa tăng thêm 12,5%, giúp dễ dàng lấy quần áo đồ giặt ra ngoài, dù đó có là tấm chăn cực lớn. Ưu điểm 5, mối hàn laser. Máy giặt Aqua dùng công nghệ hàn laser liên mạch, giúp tăng sự vững chắc của mối nối lồng giặt và bảo vệ quần áo tốt hơn. Ưu điểm 6, tiết kiệm diện tích. Thiết kế mới gọn gàng hơn máy giặt thông thường, giúp tiết kiệm diện tích, thuận tiện cho lắp đặt, là một ưu điểm đặc biệt đối với không gian nhà chật hẹp. Máy giặt Aqua Inverter, lồng giặt lớn giặt sạch hơn. Aqua công nghệ Nhật, do người Việt, cho người Việt.